Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, mỗi năm Việt Nam đón 15 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 80 triệu lượt khách nội địa, doanh thu thu về mỗi năm cho quốc gia khoảng 620.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng dẫn viên du lịch, thiết kế và điều hành tour du lịch và các doanh nghiệp du lịch chuyên nghiệp. Với thống kê năm 2018, Việt Nam chỉ có 2.022 doanh nghiệp du lịch quốc tế, hơn 3.000 doanh nghiệp du lịch nội địa. Du lịch là một ngành công nghiệp không khói, bền vững và càng phát triển mạnh khi đời sống xã hội càng văn minh. Việt Nam xếp thứ 14 trên 21 quốc gia về tiềm năng du lịch trên thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về tiềm năng du lịch và có 21 di sản thế giới được công nhận. Du lịch Việt Nam hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú, con người thân thiện. 5 năm gần đây, Việt Nam liên tục được xướng tên ở các giải thưởng du lịch thế giới và lọt vào danh sách bình chọn là điểm đến yêu thích của các chuyên trang du lịch quốc tế uy tín. Với tiềm năng phát triển du lịch sâu rộng nhưng chưa được khai thác hiệu quả ở Việt Nam,